Danh Nghi chia sẻ 9 bí quyết giúp thận khỏe mạnh cực tốt cho sức khỏe ai cũng nên làm hàng ngày. Sống An Nhiên rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, thận là cơ quan nội tạng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Hơn nữa, thận còn được coi là gốc của một sức khỏe tốt. Thế nhưng hàng ngày, chúng ta thường phải tiếp xúc với vô vàn các chất độc hại từ môi trường, thực phẩm không an toàn chính là nguyên nhân khiến thận ngày một suy yếu, lâu ngày dẫn đến ung thư thận và cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào. Do đó, các chuyên gia khuyên rằng để chăm sóc và bảo vệ thận, bạn cần thực hiện 9 bí quyết đơn giản dễ làm dưới đây. Nếu thực hiện đều đặn mỗi ngày, không chỉ giúp hồi sinh hai quả thận mà còn giúp cải thiện sức đề kháng và ngăn ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm một cách thần kỳ. Chắc hẳn bạn đang rất tò mò về những bí quyết này phải không ạ? Vậy thì đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Chúng ta thường có thói quen là không quan tâm nhiều đến sức khỏe của thận cho đến khi có vấn đề xảy ra. Nhưng phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh. Vì vậy bạn đừng chủ quan mà bỏ qua những việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại có tác dụng giữ cho thận khỏe mạnh như ở dưới đây. Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo ra những thay đổi nhất định trong chế độ ăn uống để giảm sự xuất hiện của các chất độc hại. Điều này đảm bảo giúp cho thận bỏ được các thành phần chất thải nguy hại từ máu cũng như trục xuất nó ra khỏi cơ thể qua đường tiết niệu. Một số biện pháp giúp thận khỏe mạnh như sau. Bí quyết thứ nhất, ngồi ít, đứng nhiều. Những nghiên cứu gần đây cho thấy mối liên hệ giữa việc ngồi liên tục 8 tiếng đồng hồ một ngày với nguy cơ phát sinh bệnh về thận. Những người phải làm các công việc văn phòng không nên ngồi liên tục, cần tự tạo cho mình thói quen vận động, có thể thỉnh thoảng đứng lên đi lại trong văn phòng thay vì ngồi lì trước màn hình máy tính. Bí quyết thứ hai, ăn uống thanh đạm. Bệnh ở miệng mà ra, ăn uống như thế nào sẽ quyết định một phần lớn đến sức khỏe của bạn. Do vậy muốn bảo vệ thận, trước tiên phải học cách ăn uống thanh đạm, ăn nhạt và hạn chế đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ. Theo các tổ chức nghiên cứu đã tiến hành các nghiên cứu có liên quan, phát hiện ra rằng tiêu thụ lâu dài các thực phẩm mặn và nhiều dầu sẽ dẫn đến gánh nặng cho thận. Sau một thời gian sẽ xuất hiện triệu chứng tiểu đạm, protein điệu là biểu hiện rõ ràng cho triệu chứng thận bị tổn thương. Ăn mặn cũng là nguyên nhân chính gây suy thận và sỏi thận, chưa kể thói quen này còn tàn phá đường tiêu hóa của bạn. Khi thận bị suy yếu, ban đầu sẽ chưa có nhiều triệu chứng. Tuy nhiên, tình trạng thận ngày càng nặng sẽ khiến cho cơ thể suy kiệt nhanh chóng. Lúc đấy, việc điều trị trở nên cấp thiết và khó khăn hơn. Bí quyết thứ 3, thường xuyên xoa bóp, massage vùng thận. Không phải thận yếu là mua thuốc bổ thận về uống ngay. Việc mua thuốc bổ thận chỉ là một trong nhiều cách bảo vệ thận và tăng cường chức năng thận. Thực tế, bạn có thể massage, xoa bóp vùng thận còn tốt hơn việc lạm dụng thuốc bổ. Phương pháp này đã được truyền lại từ thời cổ đại. Cách làm rất đơn giản, dùng hai bàn tay xoa bóp vùng thận, vùng lưng ở sau thắt lưng. Xoa đều cho đến khi nóng ấm ra lưng là có thể đạt hiệu quả. Kiên trì thực hiện việc này hàng ngày, mỗi ngày 5 phút, hiệu quả bổ thận được đông y đánh giá rất tốt. Bí quyết thứ tư, đừng để chân bị lạnh. Bạn thậm chí có thể không biết rằng bàn chân thực sự là nơi hội tụ của một lượng lớn các huyệt vị có tính phản xạ. Vì vậy, đây cũng là lý do hợp lý để khuyến khích bạn massage xoa bóp bàn chân nhiều hơn nữa. Hãy chú ý đến việc bảo vệ đôi chân vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ quan nội tạng, trong đó có cả thận. Nếu bàn chân của bạn ở trong trạng thái bị nhiễm lạnh trong một thời gian dài, cái lạnh sẽ xâm nhập trực tiếp vào cơ thể, gây sát thương trực tiếp vào thận. Ngay cả khi bạn ngồi trong phòng điều hòa, bàn chân của bạn cũng có thể bị nhiễm lạnh, lâu dần ngấm vào trong cơ thể khiến cho thận bị suy yếu. Bí quyết thứ 5, không được nhịn tiểu. Rất nhiều người có thói quen nhịn tiểu hoặc tiểu ít. Thói quen này lâu dần gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho thận như sỏi thận, viêm thận, suy thận, các vấn đề về nhiễm trùng đường tiểu, viêm tuyến tiền liệt, v.v. Do vậy, để bảo vệ thận, bạn cần giữ thói quen uống nước đủ mỗi ngày. Tùy vào hoạt động thể chất và lượng mồ hôi tiết ra mà lượng nước bù vào cũng sẽ thay đổi. Bí quyết thứ 6, bỏ hút thuốc. Nhiều người thường cho rằng hút thuốc lá ảnh hưởng tới phổi và hệ hô hấp của con người. Tuy nhiên thực tế, hút thuốc lá còn ảnh hưởng tới thận của bạn. Hút thuốc làm tăng lắng đọng cholesterol trong mạch máu, giảm lượng máu cung cấp cho thận, từ đó làm cho lượng oxy đến thận bị giảm, làm giảm khả năng hoạt động của thận. Khói thuốc còn làm giảm hiệu quả một số thuốc điều trị tăng huyết áp. Bỏ thuốc là việc làm không dễ dàng đối với người nghiện thuốc, nhưng để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, bỏ hút thuốc lá là việc làm cần thiết đầu tiên giúp bạn bảo vệ thận của mình. Bí quyết thứ 7, giảm ăn muối.
giảm ăn thực phẩm nhiều muối hay thực phẩm chế biến có độ natri cao, 95% muối trong thực phẩm được chuyển hóa qua thận. Nếu chức năng thận bị suy giảm, sẽ tạo gánh nặng lên thận, ảnh hưởng tới thận. Những thực phẩm nhiều muối không chỉ gây tăng huyết áp, còn ảnh hưởng tới thận, tim. Chính vì vậy, những người bị suy thận thường có nguy cơ cao mắc bệnh tim. Điều cần lưu ý với mỗi người là phải uống đủ nước, từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để trung hòa muối, thanh lọc thận. Bí quyết thứ 8, phải chú ý chăm sóc da tốt. Bởi vì khi chức năng thận đã bị tổn hại nghiêm trọng ở bệnh nhân suy thận, không thể loại trừ việc ảnh hưởng đến sức khỏe bình thường và độc tố sẽ tích tụ trong cơ thể nhiều hơn. Từ đó sẽ xuất hiện dưới dạng nốt trên bề mặt cơ thể, gây ngứa trên làn da một cách rõ rệt. Khi da bị ngứa, mọi người sẽ vô thức gãi tay lên làn da, khó chịu và có thể gây nhiễm trùng khi da bị cháy xước. Bệnh nhân đang điều trị bệnh thận nên sử dụng nước ấm để lau cơ thể hoặc tắm nước ấm mỗi ngày. Nhiệt độ nước nên được kiểm soát ở khoảng 40 độ C. Và nếu tắm ở nhiệt độ này, cơ thể có thể ra mồ hôi nhẹ. Đây cũng chính là cách thải độc cơ thể thông qua việc toát mồ hôi. Bí quyết thứ 9, phải chú ý làm tốt công tác chăm sóc răng miệng. Bởi vì chức năng thận ở bệnh nhân suy thận đã kém hơn so với bình thường, không thể dễ dàng loại trừ độc tố trong cơ thể, nên chắc chắn sẽ làm tăng mức độ độc tố trong cơ thể theo thời gian. Ure sẽ đi vào ruột qua đường hô hấp hoặc máu, do quá trình di chuyển sẽ bị ảnh hưởng bởi các enzyme vi khuẩn trong ruột. Nó sẽ tạo ra khí ammoniac. Khi ammoniac trong ruột tăng lên, nó sẽ được thải ra ngoài thông qua đường miệng, khiến cho bệnh nhân có cảm giác mùi nước tiểu trong miệng. Từ đó ảnh hưởng đến sự thèm ăn hoặc khẩu vị của người bệnh. Do đó, người bệnh cần phải chăm sóc răng miệng thật cẩn thận, phát triển thói quen đánh răng vào buổi sáng và buổi tối và sử dụng nước muối để súc miệng sau bữa ăn. Nếu bạn có mùi hôi miệng khó chịu, bạn có thể sử dụng trà hoa cúc hoặc trà kim ngân để súc miệng. Các bạn thân mến, vừa rồi Sống Mãn Nhiên đã chia sẻ tới bạn 9 bí quyết chăm sóc thận cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng để có thể chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện. Theo các chuyên gia sức khỏe cho biết, ngoài việc duy trì những thói quen tốt cho thận thì bạn cũng cần phải lưu ý tránh ăn một số loại thực phẩm gây hại cho thận dưới đây. Đây đều là những món ăn khoái khẩu của rất nhiều người, nhưng ít ai có thể ngờ rằng khi bạn nạp vào cơ thể sẽ làm tăng gánh nặng cho hai quả thận, khiến chúng phải làm việc cần lực dần dần suy yếu. Nếu quý vị mong muốn mình sở hữu hai quả thận sạch sẽ và khỏe mạnh thì hãy chớ có ăn 6 loại thực phẩm sau đây quý vị nhé. Thứ nhất, hạt có vỏ cứng. Nếu bạn dễ bị sỏi thận, các loại hạt vỏ cứng không phải là một món ăn vặt tốt. Chúng chứa một loại khoáng chất gọi là oxalat, được tìm thấy trong loại sỏi thận phổ biến nhất. Nếu bạn đã từng bị sỏi thận, hãy bỏ qua tất cả các loại hạt có vỏ cứng. Đối với những người khỏe mạnh, cần chú ý đến việc ăn các thực phẩm có chứa oxalat, chẳng hạn như rau bina, củ cải đường, khoai tây chiên và bột cám. Một số trong những mặt hàng này bao gồm hạt vỏ cứng, có thể là những thực phẩm bổ sung rất lành mạnh cho chế độ ăn. Nhưng như với tất cả mọi thứ, sự cân bằng chính là chìa khóa. Hãy chọn nhiều loại rau xanh thay vì chỉ là rau bina và chỉ ăn các loại hạt vỏ cứng ở mức vừa phải. Thứ hai, quả bơ. Chúng ta biết rằng chất béo trong quả bơ là loại chất béo tốt. Tuy nhiên, quả bơ cũng chứa nhiều kali, là chất kiểm soát chất lỏng, cân bằng điện giải và độ pH. Thận dựa vào sự cân bằng hợp lý giữa kali và natri để thực hiện công việc của mình đúng cách. Quá nhiều một trong hai chất này sẽ gây ra những rắc rối, tăng kali máu xảy ra ở những người mắc bệnh thận tiến triển. Nó thường gây buồn nôn, yếu, tê và nhịp tim chậm. Rất may là bạn không cần lo lắng quá nhiều về quả bơ hoặc kali nếu bạn không có bệnh thận từ trước. Hầu hết chúng ta không nhận được đủ kali trong chế độ ăn hàng ngày. Thứ ba, cà phê. Đây là một điều khó khăn nếu một tách cà phê hoặc trà buổi sáng là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Soda và nước tăng lực cũng nguy hiểm tương tự nếu bạn đã có vấn đề về thận. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ caffeine lâu dài có thể làm nặng thêm bệnh thận mãn tính và có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận. Caffeine là một chất lợi tiểu nhẹ, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ nước của thận. Với số lượng hợp lý, cà phê sẽ không ngăn cản thận của bạn tiếp cận đủ nước để thực hiện công việc của mình, nhưng vượt quá có thể là một vấn đề. Caffeine cũng kích thích lưu lượng máu và do đó làm tăng huyết áp. Một lần nữa, không phải là vấn đề nếu bạn có huyết áp bình thường, nhưng đây sẽ là điều bạn cần để ý nếu bị huyết áp cao. Thứ tư, sản phẩm sữa. Các sản phẩm sữa bao gồm sữa, phô mai và sữa chua chứa nhiều canxi và làm tăng mức canxi trong nước tiểu. Điều này đã được liên hệ với nguy cơ sỏi thận cao hơn.
Đối với những người đã bị bệnh thận, việc giảm tiêu thụ sữa được thấy là giúp cho việc lọc của thận được thực hiện dễ dàng hơn. Điều này có thể trì hoãn sự cần thiết phải lọc máu. Bơ là một sản phẩm sữa có nhiều chất béo bão hòa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Thật không may, bệnh tim là một yếu tố nguy cơ chính của bệnh thận và bệnh thận có những nguy cơ tương tự đối với tim. Hãy chuyển sang dầu ô liu và rắc kèm gia vị từ thảo mộc lên bánh mì và rau, thay thế để giảm sự phụ thuộc vào bơ. Thứ 5. Thịt. Thịt chứa một lượng protein đáng kể. Protein rất quan trọng đối với quá trình tăng trưởng và sức khỏe của cơ bắp. Nhưng chuyển hóa nó là một trong những công việc khó khăn nhất mà thận phải làm. Một chế độ ăn giàu protein từ động vật cũng làm tăng nguy cơ sỏi thận. Vì những lý do đó, chế độ ăn giàu protein không được khuyến nghị cho những người mắc bệnh thận. Thịt, đặc biệt là thịt nội tạng như là gan, cũng có nồng độ purin cao. Purin kích thích sản xuất axit uric, một chất thải thường được thận xử lý. Quá nhiều sẽ là quá sức và có thể gây ra sỏi. Thứ 6. Đồ uống có ga. Đồ uống có ga chẳng hạn như nước ngọt và nước giải khát năng lượng có liên quan đến sự hình thành sỏi thận cũng như bệnh thận. Với nồng độ đường hoặc chất làm ngọt nhân tạo cao, caffeine và axit phosphoric, những đồ uống này không tốt cho thận của bạn theo nhiều cách. Một nghiên cứu năm 2007 được công bố trong tạp chí dịch tễ học Epidemiology cho thấy uống từ 2 lon nước ngọt trở lên mỗi ngày có liên quan với tăng nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Đồng thời, lượng soda dư thừa có thể góp phần tăng cân và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, do đó cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Thay vì uống nước ngọt có ga, hãy uống nước với chanh hữu cơ hoặc trà đá tự pha để làm dịu cơn khát của bạn. Quý vị thân mến, quả đúng như câu nói, thận khí đủ thì bách bệnh trừ, nếu thận khỏe mạnh thì con người sẽ khỏe, mọi bệnh tật sẽ tự tiêu tan và ngược lại. Vậy nên ngay từ hôm nay, quý vị hãy dành thời gian lắng nghe và chăm sóc cơ quan này thật tốt để chúng hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.